xem biết trong này có dạy hay, lấy là làm, giao lưu mọi người cho vui nha. Đây là những cục trầm hương hàng loại một nha mọi người, hàng tiễn của em ấy nhiều lắm, mà đây là những cái hàng em đang nghiên cứu xem thử là sẽ làm gì với những cái hàng này, chế tác được những cái thứ gì. Đây cái cục này nha, này là cục bông nha mọi người, bông chìm loại một, hàng dầu đỏ đã nha. Dáng như thế này thì theo mọi người ấy, thì cái cục này thì làm gì đẹp mọi người, nhưng mà chơi thì nhiều kiểu chơi, mà cục này thôi thì em sẽ chế tác thành một mặt dây chuyền nha, một dây chuyền để đeo, nam đeo, nam hay nữ gì cũng được. Nói chung là anh chị nào hợp nhãn thì hợp dáng, hợp phong cách của mình thì đeo thôi, không quan trọng nam hay nữ. Ok, thì dán nguyên bản, dán tự nhiên nó như thế này thì đã thấy nó rất là đẹp rồi. Giờ mình chỉ cần chỉnh lại một chút để cho nó thêm phần thẩm mỹ, nó gọn hơn thôi. Ở đây nó có một mũi nhọn luôn mọi người, em sẽ cắt bỏ phần này nha. Thì những mũi nhọn này đeo đôi khi nó sẽ đỡ mình té ngã hay là sao đấy, nó sẽ gây nguy hiểm. Rồi em sẽ cắt bỏ cái phần nhọn này nha. Wow, mọi người nhìn nước dầu sau khi cắt nè, đang nghiệt luôn ạ, đã nha. Này là hàng kim rồi, bo lại cho nó mất đi cái phần khô khi mình cắt ấy, nó thẩm mỹ hơn một xíu. Tạo cái độ thẩm mỹ cho nó, vừa là làm sạch lớp giác gỗ đi để cho nó lộ được cái băng dầu bên trong nó ra. Sạch đi đấy là nó lộ được cái lớp dầu bên trong nó ra, vì cái phần mình cạo là cái phần mình bỏ đấy, nó là cái phần của gió. Nhiều cục hàng mọi người nhìn thấy nó trắng như vậy đấy, nhưng mà khi mình cạo bỏ đi một lớp gỗ đi đấy thì là nó sẽ lộ phần dầu bên trong ra, và sau khi mình cạo bỏ hết cái lớp giác gỗ đấy thì cái mà nó hiển thị đấy chính là cái chất lượng của cục hàng đó nằm bên trong các lớp gỗ. Sạch những cái đường mình gọt mọi người, tại vì khi mình gọt cái con dao ấy nó có những cái đường thẹo, giờ mình mài dũa cho nó mướt hơn để nó mất đi những cái đường đó. Khi mà hoàn thiện đấy, nhìn cục hàng nó sẽ sạch và nó có độ thẩm mỹ cao. Sau một mặt dây chuyền mà bọc vàng nha mọi người, cái này là em đã lên vàng rồi, giờ chỉ việc là xỏ dây và đeo thôi. Cái này thì mọi người có thể là đeo chung với dây chuyền vàng của mọi người, hoặc là mọi người có thể đeo chung với một cái dây bất kỳ nào, dây vải, dây dù hay là dây da cá đuối này nọ đấy cũng đều rất đẹp nha. Cái này thì chắc em lựa chọn em sẽ cho nó đeo chung với một cái dây, dây này là dây dù nha mọi người. Đấy, em đã lên vàng sẵn luôn, đây nhìn cũng rất là đẹp nha. Đeo chung với cái dây dù ấy thì nó làm cho cái cục trầm ấy nó được nổi bật hơn, hơn là đeo với cái dây vàng, tại vì cái dây vàng ấy nó làm cái vàng nó làm cho cái trầm nó chìm xuống mắt, thành ra là nó không được nổi bật cái mặt này. Còn mình đeo chung dây dù ấy nhìn nó đơn giản nhưng cũng rất là tinh tế đó mọi người, nhìn cũng chắc, nó làm nổi bật cho cái cục trầm của mình. Đấy, đẹp nha. Cái mặt này đấy thì nam hay nữ gì đeo cũng được nha. Mùi thì cảm quan ấy thì là do nó có cái vàng kim lụa mọi người à, nên là nghe cái mùi tanh của kim loại, nhưng mà ngửi rõ lại, ngửi kỹ lại đấy thì cái mùi trầm nó vẫn rất là mạnh, mùi ngọt. Này anh em đeo vài ngày đấy thì là nó mất đi cái mùi tanh của vàng ấy, mùi tanh kim loại đấy, thì nó sẽ rõ hơn cái mùi trầm. Anh em nào mà chưa từng ngửi trầm hương đấy mà ngửi sơ qua đấy thì thấy cái mùi tanh của vàng ấy, kim loại đấy, nó rõ hơn mùi trầm, nên là thành ra là sẽ có cái mùi nó lạ. Nhưng mà anh em đeo vài ngày nó quen lại, nó lên cái hương của nó đấy thì nó sẽ lắng át đi cái mùi tanh của kim loại. Nói chung là thơm, thơm sống, không sao. Này là cục bông nha mọi người, bông chìm là màu đỏ đã nha. Trong đầu clip ấy thì em có nói với mọi người đấy là cái cục này là cái cục bông, đúng mọi người. Thực tế ra em nói vậy để cho mọi người thấy được rằng đấy, cái lời nói đấy nó không có chính xác. Mọi thứ nó phải dựa vào chính vào cái kiến thức của mình, và vừa dựa vào cái cục hàng đó nó hiển thị như thế nào thì mình sẽ nhận định như vậy. Còn tất cả những lời nói đấy nó thật sự nó không chính xác. Nếu như cái hàng đó nó không đúng thì là cái lời nói này nó không hề chính xác. Thì đây là một ví dụ. Thì đầu clip em có nói mọi người đây là một cục bông, thì chắc chắn trong đầu mọi người sẽ nghĩ rằng đây là một cục bông đúng không? Nhưng mà thực tế ra đây không phải là cục bông, đây là một dạng
kiến ăn, cục kiến. Thực tế ra đây chính xác hơn là cục kiến, tức là cục bông nha. Và cái này rất nhiều anh em làm trầm và những anh em trên trầm cũng rất là hay nhầm. Tại vì sao ạ? Tại vì khi mà anh em nhìn thấy một cái dáng như thế này, đấy, dáng cục như thế này, nó có những cái ủ như thế này, thì các anh em là nghĩ rằng đây là bông và các em sẽ gọi nó là bông. Nhưng thực tế ra đây không phải là bông, và hạng bông nó khác nha. Mọi người phải hiểu rõ yếu tố như thế này. Bông nó là một dạng hình thành, còn kiến nó là một dạng tổn thương. Mọi người phải hiểu rõ yếu tố đó. Bông nó là một dạng hình thành, còn kiến nó là một dạng tổn thương. Thì ở đây các anh em nhìn vào nguyên bản của cuộc phôi, các anh em sẽ thấy những ụ như thế này, thì là đúng là nhìn vào thì nghĩ rằng nó là bông đấy, nhưng mà nhìn rõ vào thì các anh em thấy đây, trên những ụ nó sẽ có những cái tầng bị thương thế này. Đây những điểm bị thương, đây là những điểm bị thương đấy, cái này mình thấy những điểm bị thương mà đấy, thì là những cái điểm bị thương này chính là những cái điểm bị thương còn kiến rồi. Và nhìn vào nguyên bản cuộc phôi như thế này, mọi người có thể tưởng tượng ra được là cái cục này nó bị con kiến lột từ bên ngoài, nó lột vào bên trong mà nó tạo từ những điểm này, và bắt đầu những điểm này nó sẽ là những điểm bị thương và nó hình thành rầm. Và những ụ này chính là ụ của kiến đục, vết thương do kiến đục chứ không phải là bông. Bông nó là dạng thành, và dạng thành này nó là một dạng thành xì dầu, nó khác với cái dạng bị thương, cái dạng bị tổn thương. Bông không phải là một dạng tổn thương, bông nó là một dạng hình thành. Sau này em sẽ có một clip nói rõ chi tiết hơn về bông cho mọi người hiểu, cho mọi người tham khảo và cho mọi người biết được rằng bông nó là cái gì, và dạng hình thành bông như thế nào, và những đặc điểm nào để nhận định là bông. Hạng bông rất là giá trị nha. Nhiều anh em rất là bị nhầm, không phải cứ dầu lon lon là bông, không phải trên một sợ hàng đấy, nhìn cái chỉ dầu nó lon lon nó chạy chạy đấy là bông, và không phải những cục hàng nhìn nó ủ ủ như này là bông, sai hoàn toàn nha. Bông nó khác. Đây thì mình có thể hiểu được rằng đấy, như em đã giải thích thì cục này chính xác là nó là cục kiến. Mình có hiểu rõ rằng kiến là một dạng tổn thương, và đây chính xác là cục kiến nha. Kiến là hàng chuyện là một nha người. Hàng dầu đỏ, chất dầu rất là đanh, dáng rất đẹp. Dáng này thì rất là hợp để làm mặt dây chuyền rồi. Rồi ok, xong, cuối cùng cũng xong. Một mặt kiến rất là đẹp. Mặt này thì nam nữ gì đeo cũng đẹp đấy nha. Cứ hợp dáng, hợp nhãn là đeo được thôi, không quan trọng nam hay nữ. Cái mặt này bây giờ theo một người em bán với giá mấy chục triệu cũng được nha, chắc là được ấy. Thì cái cục phôi đấy thì dán nguyên bản nó đã như thế này rồi, thì em cũng không cần chế tác gì nhiều, em chỉ cần giữ nguyên bản của nó và chỉ cần ấy là gọt bỏ đi cái phần giác gỗ này nọ cho nó lộ phần trầm nhiều hơn, mình thấy rõ ràng cái băng dầu trầm và cái chất trầm bên trong nhiều hơn. Còn lại mình không có cần đụng chạm gì nhiều, mình giữ nguyên bản nguyên cục phôi luôn, chơi nguyên bản luôn, chơi cái giá trị gọi là cái giá trị tự nhiên, hình dạng tự nhiên của một cái cục trầm hình thành ra trầm hương đấy, không có can thiệp nhiều về cái dán của nó, để giữ nguyên cái dạng của nó.